Chân chân ngày ni cho nè cụ miền bàn làm bài vậy. Ngày nắng á. Chà. Đam. Đam đam. Mùa màu nó đam hơi ơi. Chân nghe. Chà. Bàn hộp bài hộp bài hơi hơi á. Hộp hơi hơi. Chà. Chứ muốn bàn hộp nè về đặt bài cho anh nâng ta nè cụ chọn lựa khả năng nâng là đặt cả lại hộp nữa nè cụ xuống mấy khả năng. Muốn chập khả năng lựa trên bị chật cắn khi ta để rồi tận nọ nhưng mà lựa khả năng chính. Chà, hạt ấy bạn nè cụ thời cao tận nọ nhưng mà chấm. Đó nè cụ đắng cái đáy rồi. Chân á. Chà. Đáy rồi. Chà. Chà nè cụ đang thấy cái đáy nâng đời xa gì kì. Cái đáy nó sao sbai thọc nhom nè. Chân đang đời xa sbai. Xa sbai. Ủa ấy trong thọt một đòn ấy là liệt tới bay tàu mà chân á chà chân này cụ đang xa việc cái đáy để xa bay qua này cụ chà chân này cụ ai cần lấy một mơ là lượt tộc bao giờ này cứ dùng miền sầm phải đấy chà miền tăng pi chà chức năng chà khi ăn sẽ làm tật chà miền tăng pi tật co chà miền tăng pi tiêm mù mày miền tăng pi nhiệt lực ca hay nâng cao tiệt này cụ chỉ ngon thôi hai đấy mình nhớ cho sầm phải đấy từng ăn năng máu thôi đầm bay ấy ngào đá là cứ một trang su đấy miền tàng pi tật cọ hay miền nắng miền này vô mà thôi ấy ngào tật cọ nằng. Chà, nhưng vô xong phải đặt tầng on thì máu cứ đầm bay thì sao ở nhà cụ đằng tha bay bên nhà cụ nó vật chia tật tua ban sẽ tần là phep đằng vì sẽ tần là phep rồi cả ọt. Chà chân nếu như miền tật chà miền chỉ khỉ ăn chân cứ dương chà đầm tật. Đầm tật là sần. Đầm tật phù là cứ. Chà mình chăm bài đòi phù thì chà hay dương miền tật cọ. Chà hay là lưu cài này cứ dừng biến bật chạy bật này chạy này sẽ toàn là phiếp chà chắc mình thả cài mùi này cứ dừng đặn sẽ toàn là phiếp hạ sập ổng xa chà hay cài mùi này cứ mà phải phạm ổng xa chà cài này chà hay là cài mùi này cứ đọc ổng xa chà chà đọc này sẽ kết là khổ này chà nó cứ tật thò mặt đà tật thò mặt đà chà thôi cả đá hắn sẽ mặt thôi ấy kết đấy chà nó cứ dừng tục chút đầy được và chút tục về để dừng chạy tới cứ về ở việc có phục lại chẳng 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 chia đồng bốn nó cứ dương chả lia tắc sần chả lia tắc gọi bán sẽ toàn được phía tám là những bệnh là lửa cài nặng chẳng chẳng chắc đam ăn được hòa thấy đồng tật đam hơi ní rồi mình chạy cho không cài đại đam đặt lá hà sập hàng xa chả thầm tí tớ ở việc rồi chúng 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 pra tiệm một máy chà xem ra bò tăng chà làm mấy bò chúng và rót bàn thẹt cho hơi nhé chúng chúng khiêm đã chà cho hết chà chà bà nói chà bà cục hà sập hơi chà chúng chà chúng dùng bò cài mùi tiết chà phải làm ông xa xe mùi tiết cứ tật thò mặt đà nhá chà phải làm ông xa chà ok thật sự tập hết lại cho hái chà lại cho máu ấy chà bà nói khi nào tập lấy cứ toàn là phiền biết một hơi bao bằng xa là mình đồng cho bà nói là không đó chà 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 chúng dùng quạt cài một tiết chà đọc ổng xá chứ chứ đã thật cọ thế chà làm bài bàn đọc ổng xá chà mình thay dân thật bật thoi sẽ làm hiệp bật thay em tiết chà bà nói chà chào hai chà chà chàng chấn nhân viên chặt màn ở hai chàng chấn và to từ tiền ấy cứ chà này cũ tiền chà chặt đam làm nà cá đôi này cũ chà pra đầy quen vào này cũ trầm này không tật rồi chía đo phòng xà ní hay những đầy đám cứ trầm này không tật đáy hai sao phòng xà chà là dạng bên mùi nhật tì smart này chà và to mới này cũ đo đầy bị tật đầy ní vô mà trầm này không tật rồi chía chà chà là dạng bên mùi nhật tì được ní hay là cứ đo chèn má vô tật trầm này không tật rồi chía ní vô mà trầm này không tật đầy là mồm này quen chà chà thấy nhà cũ đang ai đang tha
តើវាមានការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពបែបម៉េចចាអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមណាគ្រូចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូជួយផ្ទៀងម៉ោងខ្ញុំផងចាចាចាប់ផ្ដើមចាបានហើយអ្នកគ្រូដកចាដកដៃស្ដាំដាក់ចូលចាអ្នកគ្រូមានអារម្មណ៍មិនដែរចាមានអារម្មណ៍មិនដែរពេលតែដកពីទឹកក្តៅក្តៅហ្នឹងលេងក្តៅហើយបែរជាត្រជាក់វិញចាចាអញ្ចឹងវាត្រឡប់មកត្រជាក់វិញចាអញ្ចឹងបានហើយអ្នកគ្រូចាដកចេញមកចាប់ប្រើដៃមួយទៀតចាមិនដែរអ្នកគ្រូមានអារម្មណ៍ថាម៉េចដៃពីមុនត្រជាក់ឬដូចជាមានសភាពក្តៅចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចសន្និដ្ឋានបានទេថាតើចាស្បែករបស់អ្នកគ្រូនឹងពិតជាអាចទទួលដឹងពីស្ថានភាពបានចាតាមការអនុវត្តខ្ញុំគិតថាអាចទទួលបានណាព្រោះពីមុនដាក់ទឹកក្តៅដាក់ចូលទៅក្នុងនោះបែរជាត្រជាក់ហើយមួយទៀតត្រជាក់ដាក់ចូលទឹកធម្មតាបែរជាក្តៅអញ្ចឹងភាពការដឹងរបស់ខ្ញុំក្តៅទៀតដោយសារស្បែករបស់ខ្ញុំហ្នឹងចាចាអញ្ចឹងពិសោធន៍នេះគឺពិតជាចាគ្រប់គ្រងទៅលើចាចម្លើយរបស់អ្នកគ្រូមែនប៉ុន្តែចាអ្នកគ្រូមានឆ្ងល់ទេថាពេលដែលអ្នកគ្រូដកចេញពីទឹកក្តៅយកទៅដាក់ត្រាំទៅក្នុងទឹកធម្មតានោះបែរជាអត់ដឹងថាវានៅមានកម្ដៅទេបែរជាដឹងបែរជាត្រជាក់ចាស់ស្រាប់តែម្ដងឆ្ងល់ដែរហ្នឹងថាមូលហេតុអីបានទៅជាក្តៅហើយបើជាយកមកដាក់ត្រាំក្នុងទឹកធម្មតាបើជាត្រជាក់វិញតែមានមូលហេតុអីគេមកតាក់ទងឯងបានទៅបាទៅប្រែមកត្រជាក់ចាអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងធ្មូលវិញ្ញាណកម្ដៅរបស់អ្នកគ្រូនៅក្រោមស្បែកហ្នឹងចាអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកគ្រូត្រាំនៅក្នុងទឹកក្តៅហ្នឹងរយៈពេល1នាទីហ្នឹងមានន័យថាធ្មូលវិញ្ញាណកម្ដៅហ្នឹងគឺវាត្រូវបានស៊ាំទៅនឹងកម្ដៅហ្នឹងហើយចាអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកគ្រូដកភ្លាមយកមកដាក់នៅក្នុងទឹកត្រជាក់ចាអញ្ចឹងមានថាធ្មូលកម្ដៅទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវបានខូចខាតអស់ហើយមានតែសល់តែ2-3 ទេដែលអាចទទួលព័ត៌មានកម្ដៅនឹងបានអញ្ចឹងពេលដែលត្រាំទៅក្នុងទឹកក្ដៅហ្នឹងមានន័យថាវាលែងដឹងព័ត៌មានហើយអញ្ចឹងមានថាអ្នកគ្រូដឹងថាត្រជាក់ទៅវិញចាតាក់ទងទៅនឹងចាធ្មូលត្រជាក់វិញចាធ្មូលស្ថានភាពត្រជាក់វិញចាគឺវាអត់មានខូចខាតអីទេចាពេលដែលអ្នកគ្រូដកចេញពីត្រជាក់មកដាក់នៅក្នុងទឹកក្ដៅធម្មតានេះមានថាអ្នកគ្រូដឹងពីស្ថានភាពហ្នឹងចាចាអញ្ចឹងគឺមានតែធ្មូលកម្ដៅទេដែលវាចាធ្វើឲ្យខូចខាតចាលែងដឹងព័ត៌មានចាអញ្ចឹងក្ដៅត្រជាក់ហ្នឹងគឺវាតកតងទៅនឹងស្បែករបស់យើងហ្នឹងចាប៉ុន្តែដោយសារស្បែករបស់យើងហ្នឹងគឺមានចាធ្មូលកម្ដៅនិងធ្មូលត្រជាក់ចាយើងអាចដឹងថាវាមានស្ថានភាពត្រជាក់ឬក៏ក្ដៅចាអញ្ចឹងក្រោយពីការពិសោធន៍មកខ្ញុំបានចូលច្បាស់ហើយចាចាបានចូល